Câu chuyện tình tay tư giữa Thảo, Long, Nhân và Vi đang ngày càng rắc rối. Liệu những ngày cuối cùng sẽ có những biến đổi nào không? Trải qua 9 tập của Love House series 10, quý vị khán giả đang được theo dõi những cung bậc cảm xúc khác nhau trên con đường đi tìm tình yêu của các bạn trẻ. Bên cạnh đó, vẫn có những chuyện mà khán giả chưa biết do giới hạn thời lượng phát sóng. Và sau đây là những chuyện chưa kể về cuộc sống trong ngôi nhà chung. Là một người đi qua nhiều nước và chọn Việt Nam làm nơi sinh sống, Brad, chàng trai Hàn, phải vượt qua rào cản ngôn ngữ để có thể hòa nhập với các thành viên của ngôi nhà chung. Anh ở ngay chỗ làm luôn, ngay chỗ công ty của anh. Đúng rồi. Chỗ của anh. Em vội hỏi là công việc của anh. Nơi ở của anh. Và cách anh chàng vượt qua rào cản đó là phần mềm phiên dịch. Có Google Chrome, Google là tất cả thứ. Can I nói được không? Nói đi. Nói thôi, không sao, Bây giờ nói. Không sao đâu. Bây giờ nói. Nơi ở của anh là ở công ty luôn à? Nơi là... Nhà. Nhà, nơi là nhà. Nhà anh là Bình Thanh, nhưng mà công ty của anh là Quân Chinh. Quân Chinh. Cái này đâu. Sao? Làm về buổi tối anh hay đi đâu? Buổi tối? Nếu camera không có anh... Bây giờ camera có, cho nên bây giờ anh là đi thể dục, đi gym là gym là tên là gì? Gym health trường học tập thể hình. Gym 봐 뭐 되게 뭐 다우삭 다우삭 다삭삭 다우 다우삭 다우삭 I need a book. Yeah. 책을 읽다. 영화를 보다. 사화 영화를 보다. 세핑. 기다릴 거, 거 카메라. 엄마. 괜찮아. 디웅 벌반. 염려. 그래, 모임할 때까지 염려. 엘라, 너희 뉴버에 듣고만. 너희 뉴버에. 안 바꿔 빼내게. Dù rất cố gắng, Brad vẫn gặp phải một vài tai nạn nho nhỏ. Anh lắm này. Nhớ. Ý anh nói em là ăn gì ăn lắm à? Thì anh làm gì anh làm cho. Em hiểu không? Tại vì em làm nhiều rồi. Anh làm nhiều rồi nên là làm gì thì anh làm cho. Chứ không bảo là ăn thì ăn lắm. Sao em có thể dịch nghĩa sai hoàn toàn như vậy được? Từ một ý tốt trở thành ý xấu luôn. Đây, em ngồi đây đi. Em làm nhiều rồi. Ngồi đi. Em ăn lắm rồi, em ngồi đây đi. Em ăn lắm rồi đó. Vâng làm không Brad, để Long làm cho. Brad làm nhiều rồi. In elevator. Elevator là tìm cái gì đó mà nhiều. Trong thang máy. Lúc nãy thang máy. Anh sốc của hơi nhiều nên anh ra hơi nhiều bọt. Anh sốc hơi nhiều. Trong thang máy có chào hỏi nhau đồng nghiệp anh. Tôi cười chút xíu. Tôi cười chút xíu. Tôi là college. College.
Trong thằng ấy trong thằng ấy chưa hỏi nhau khỏi lì gì lại tôi nghiệp ông ăn mè luôn tôi nghiệp ông nghe luôn á ông đấy nhau kiểu như tôi quá mệt mỏi rồi mày vô kia đây 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 là gì trái khế ở đâu hồi chị em có xin rồi. Wow, anh là cái này tất cả xin là lần đầu tiên. Dạ. Anh là xem này là lần đầu tiên. Vậy hả? Anh thấy cái này lần đầu tiên hả? Anh nhiều rồi nhưng mà thấy như vậy là lần đầu tiên. À, đây là cây của nó nè. Cái này ăn được không? Ăn được nhưng mà phải rửa, đi rửa. Anh chưa rửa. Ăn được không? Smash. Ngọt hay là chua? Chua lắm hả? Bị chua hả? Đi đường này vô. Em còn một cây nữa. Nhưng bù lại, sự khác biệt đôi khi cũng mang lại lợi ích không ngờ. Vậy tính ra là anh Quét là người mà đi gặp riêng các bạn là nhiều nhất luôn em. Họ thật không? Dạ. Tại vì ở trong nhà thì nó có thời gian nói chuyện ít. Tại vì thay vì á em nói chuyện với những người khác 5 phút thì đã nói được câu chuyện bằng em nói với anh 1 tiếng. Đúng rồi. Tại vì á anh biết sao không, là nếu không gặp riêng Brad thì rất là khó để nói chuyện. Tại vì mình phải nói chậm thì mình mới hiểu được, mà trong nhà chung á không thể nói chậm, buổi tối là về là phải nói nhanh. Cho nên là phải gặp riêng. Cho nên là anh Red là người được 4 cô gái chọn để gặp riêng hết luôn. Vui không? So happy. Thôi. Lo lắng. So worry. Một chút. Khi mà phỏng vấn là chị Tuyết hỏi giờ ngày mai muốn gặp ai, cả 3 người đều nói, cả 4 người đều nói là gặp anh Red. Em muốn gặp anh hôm qua mà chị Diễm đã đặt hàng trước, order anh trước rồi. Cho nên em phải hôm nay, rồi ngày mai sẽ là bé Huyền đang có ý định. Nhưng mà bé Huyền chưa nói. Nhưng mà anh Red dancing, Red là chắc là sao? Anh là best seller. Tuấn Anh, chàng trai đa tài, vừa là đạo diễn, vừa là diễn viên. Cứ ngỡ anh chàng sẽ nhận được nhiều cảm tình của các bạn nữ. Thế nhưng cái mục đích của Tuấn Anh tới đây nó không có giống mọi người. Mà kiểu như rap ấy, thật ra rap cũng thật sự rap đâu hiểu, những lúc mà chơi rap đâu hiểu đâu. Nhưng mà bạn rất cố gắng rất là cố gắng hòa với mọi người, tuy không hiểu nhưng bạn cố gắng này nọ. Chứ riêng Tuấn Anh là nó khác. Nó đang gọi là đang diễn thật sự luôn. Thật sự từ cái hôm qua đấy đến giờ chưa thấy một cái gì đó gọi là thật với Tuấn Anh cả. Tuấn Anh bảo là Tuấn Anh vào đây, một người bạn của Tuấn Anh giới thiệu vào đây. Mà là một người bạn của anh là đạo diễn gì đó, nói chung là giới thiệu này nọ, anh là diễn viên này các kiểu. Xong rồi em hỏi là ủa, nếu như anh mà không có mục đích thì sao anh vào đây được, nếu như người ta giới thiệu mà anh không thích thì làm sao mà anh vô. Anh cũng có lý do riêng của anh gì đấy. Hôm trước cũng nói bọn anh là cũng có lý do, nhưng mà lý do to mục đích mà. Nhưng nào lý do không, mày Tuấn Anh nói lý do kiểu mày cứ hơi bị dòng ấy. Nó không có tập trung mà nó bị cảm giác rất là bình thường. Em rất là vui vẻ với mọi người. Đi lúc đi xe với anh Tuấn Anh thì mặc dù em không, thật sự em không thích Tuấn Anh nha. Xin phép được cười. Nhưng đấy, em về em cũng có kể với mọi người đấy. Thật sự là ngày nào em đâu không Tuấn Anh. Thật sự để Tuấn Anh đi đón em chị cũng thấy là tội. Em biết chắc chắn là Tuấn Anh là người đón em. Em đã chuẩn bị tâm lý rồi. Em vẫn rất vui với Tuấn Anh, em vẫn rất là bình thường. Em vẫn là người bắt chuyện với Tuấn Anh. Nhưng mà thật ra Tuấn Anh là
tự nhiên em đi với Tuấn Anh xong là cảm giác em trước khi em về là cảm giác em là em chuẩn bị tinh thần rồi, em sẽ rất là vui vẻ. Nhưng mà sau khi đi lên gặp Tuấn Anh xong là cảm giác em nó bị tụt lông á, thì về nhà xong là nó bị tụt hẳn và nó không còn, như là không còn muốn đi về nữa, mà muốn đi ra thấy Tuấn Anh cái là muốn đi vô lại trong nhà luôn. Thật sự là đi ra mà cảm giác mà biết Tuấn Anh ngồi xe là em muốn đi vô nhà, không muốn xuống nữa. Kiểu mà nó bị tụt mút. Hello em. Tính ra là bữa giờ là em và anh mới ngồi mới đi với nhau hả? Nhưng mà chắc là hôm nay chỉ có hôm nay mới đi chung với nhau. Mà em đã cố gắng nha, đi lên xe vẫn nói chuyện. Nói chuyện ấy vẫn là người bắt chuyện ấy vẫn em vẫn hỏi anh học có chị Thảo hả? Anh học của chị Thảo. Rồi xong trả lời giống như là hỏi cung vậy đó, hỏi chị trả lời này. Mà em không nghĩ là thật sự là đúng là bữa đầu tiên em với Tuấn Anh gặp nhau, mà thiệt sự chắc là bữa cuối cùng gặp nhau ấy, bữa cuối cùng nói chuyện, thật sự em không biết là bữa sau mà lại có gặp Tuấn Anh, em cũng không biết là em sẽ nói cái gì với Tuấn Anh hay là nói như thế nào nữa. Cảm giác chán thật sự luôn. Đã định chuẩn bị tinh thần trước rồi chứ phải, ra gặp xong là kiểu muốn ôm đồ đi vô lại nhà. Thà là không có ai đi đón luôn. Thà em đi về, thà lúc đó em đi, em thà em bắt Grab em về thật sự. Nó thà em bắt Grab em về. Nếu như biết Tuấn Anh lên đón là thà em bắt Grab em về, chứ không bao giờ em đi xe về với Tuấn Anh. Nhưng mà dù gì ấy thì cũng là lần đầu tiên em với Tuấn Anh được nói chuyện riêng với nhau. Đúng là lần đầu tiên chị chưa em với Tuấn Anh chưa có nói chuyện với nhau. Thì chị nghĩ đây, chưa có nói chuyện với nhau đã không thích nhau rồi, thì lấy cái gì mà nói chuyện với nhau sẽ ưa nhau? Hay là đã không thích nhau là em nói một cái gì em đã không thích là có mở miệng ra em cũng sẽ ghét, cho dù có làm một cái hành động dễ thương hay là hành động tốt gì đó, nhưng mà em cảm giác em không thích. Cảm giác giống như là mình đang trong một cái, mình đang, em với Tuấn Anh giống như là đang, em đang trong một cái vai phụ của một bộ phim của Tuấn Anh vậy đó. Anh nghĩ là em với Long là đang trong quá trình tìm hiểu nhau á, biết nhau rồi, biết nhau trước rồi, đúng không? Hôm nay khai thật với nhau đi. Anh nghĩ là rất là không thích một cô gái mà nói dối dù bất cứ lý do nào. Còn có gì em phải nói dối, nhưng mà người ta ở trong này lâu dần là người ta đã yêu nhau lâu rồi, cũng phải. Mà em đã biết Long là trước đó rồi đúng không? Hôm nay thì chị mới biết được cảm giác của em với Tuấn Anh luôn á. Mấy hôm trước thì thấy là em nghe chị với mọi người nói xấu Tuấn Anh. Em cười thôi chứ em chưa bao giờ nói là thì em thích hay là không thích. Vì thật ra em chưa có nói chuyện với Tuấn Anh. Nên là nói mọi người nói thì em nói là em cũng đóng góp ý kiến căn thật của em là em nhìn cách Tuấn Anh như vậy, em không thích cái cách bề ngoài của Tuấn Anh như vậy. Còn thực ra nói chuyện thì em chưa có biết. Thì đấy, hôm nay tự nhiên em đi gặp Tuấn Anh, em nói chuyện mà em lúc mà Tuấn Anh đi đón anh, Tuấn Anh xông xáo lắm. Thì em cảm giác mà nó sao ấy, nó có thở cũng có gì hết. Xong một lúc qua đò đấy, chị nhớ em kể cho chị Diễm không? Em tưởng tượng mà gặp nhất là thì em muốn lội về luôn. Em không bước lên cái đò luôn. Thật sự cái cảm xúc em mà nó sao luôn, tự tưởng mà em. Thì chị nghĩ em không muốn ngồi chung một cái đò nữa là chị biết rồi. Em biết bơi chứ em lộ em về em không hề. Sao cái lúc mà hai người về là em với Nhân nói chuyện. Đòi đứng lại nói chuyện chung. Ủa Nhân hả? Ủa Nhân với em bé Huyền. Tâm sự mà. Tâm sự gì? Chuyện gia đình. Thật sự là chị mình chim én hả? Mình đứng đây giống như là mình là cái kẻ giữa vậy đó. Em đang cảm giác mà giống như là tự dân người ta đang nói chuyện, đang đứng ở đâu ra dầu xuống cho anh đứng nói chuyện trong chả biết nói. Em thì em chờ hai người để vô trong để chế cho biết chuyện. Tại vì đang lên tới đỉnh điểm á để giải quyết cái câu chuyện của hai đứa mà ông đứng nói chuyện cho. Không biết nói gì với Tuấn Anh. Tự nhiên nói là Tuấn Anh cái thay đổi cảm xúc liền á. Không, nhưng mà nếu lỡ như mà sau này mà Tuấn Anh mà có về xem phát sóng lại á, chắc là không cho lên nhiều vậy đâu. Không nhìn mặt không. Mẹ mình luôn. Không, nhưng mà cho dù Tuấn Anh có xem hay là
như thế nào lại chăng nữa ấy, thì em cũng muốn nói với Tuấn Anh là nên sống thật với bản thân mình ở ngoài đời là tốt nhất ấy. Cùng là những người trẻ với nhau, các thành viên dễ dàng hòa nhập và luôn vui vẻ, nhưng bầu không khí giữa họ vẫn luôn có sự nghi ngờ lẫn nhau vì cặp đôi bí ẩn. Đi theo chương trình này anh mới biết nhiều người. Sao? Nhiều người giống Conan. Mắc cười nhất là ông Rap, tối ông xỉn rồi nè. Mày nói đi, nói đi. Du là cặp đôi bí ẩn đúng không? Tôi không nói ai đâu. Tôi hồi một lúc sau cái mình ra mình đi vệ sinh cái nói y chang với ông Long vậy luôn. Sao ông hay vậy? Nhiều khi là ổng ấy. Thì anh đang nghi ổng với em đó. Nhưng mà em cũng vậy. Mà anh hôm qua anh để nha, trong cái bàn chơi nha, mọi người nhìn nhau, mọi người liếc nhau ghê lắm nha. Như là để nha, cái chuyện hành động nha. Anh nhìn qua bên kia, anh Long cũng nhìn anh vậy nè. Sai cũng nhìn ai nha, ai nhìn ai như là. Tại vì là anh với anh Long là ngồi đối diện nhau, dễ nhìn nhau thấy không? Mình dễ điều tra. Xong cái nhìn qua anh Vy nó cũng nhìn anh vậy nè. Anh nhìn nó vậy nè. Nhìn nhau với ánh mắt nghi ngờ. Sát thủ. Mọi người nghi ngờ nhau á. Thì bỏ em bảo vô đây, ai cũng nghi ngờ ai. Sống mà không có lòng tin với nhau. Mình phải sống thật đi. Hôm qua anh Long vui lắm. Anh Long tự chia cặp luôn. Anh Long kêu là lúc đầu là anh Long nghi Nhân với Miu. Sau đó là Thảo với Tuấn Anh. Sau đó nữa là Rat với lại Diễm. Xong rồi anh qua hỏi ủa vậy chứ, vậy chứ không ai nghi anh Long hết hả? Không, vậy đó. Anh phải suy nghĩ nè. Tôi nghi tất cả mọi người, nhưng mà trừ chị Vy với anh Long ra. Thì anh Long thích Vy. Long thích Vy mà. Ở mọi người ơi, giờ Tuấn Anh thấy mặt khuôn mặt Long với khuôn mặt Hiền giống nhau nha. 2, 3 phù thề. Cho em có ý kiến. À, hồi chiều á thì chị Diễm nói em mặt em với lại mặt anh có tướng phù thề. Bây giờ lại nói mặt em với lại mặt anh Long. Không, chỉ là tụi ta mặt tuổi là giống mọi người đúng không? Dạ, kiểu tất cả mọi người. Có khi nào nên thất làng vậy không? Không là thiệt mà. Là mặt siêu thị. Không là đâu có thể được. Gương mặt của con đồng siêu thị là mặt anh hơn á. Đúng rồi, làm hai người này mà giống nhau nè. Không thấy Thảo với cả Tuấn Anh mặt giống nhau. Giống. Em cũng nhận hai người mặt rất giống nhau. Giống. Đây chỉ phải cái mọi người. Không giống nhau. Giống nhau luôn. Người ta bảo là hay ở với nhau là hay hay thường giống nhau lắm. Vì về cả Brad trông cũng giống nhau nữa. Không hề. Cả thiện một chút thì vui. Em phải xả ngay vì cái này không đúng. Cả thiện nhiều chút thì vui em nhiều. Cả thiện nhiều chút thì vui nhiều hơn. Gì vậy? Tối hôm qua Phong rất buồn cười, em đi sang từng người vỗ vai. Nếu mà mày gặp vui nhưng mà thì nó sẽ không nói đâu. Hứa để cho mày được đi du lịch. Ừ. Nhưng mà em thấy ai cũng hoang mang ấy. Được. Hỏi từng người mà ai cũng trong phòng nghi ngờ hay anh ạ? Ờ. Trừ em ra nha. Ừ, em là người ít bị nghi ngờ nhất. Không ai nghi ngờ em cả. Tại hôm vì ngày trước là hồi lúc đầu tiên là anh nghi ngờ em á. Đầu tiên là anh nghi ngờ em với Nhân. Hôm qua lúc hôm qua trước khi nhỏ đúng không? Với cả hôm qua trước khi đi trước khi mà ăn BBQ là anh vẫn còn nghi ngờ cơ. Tại vì cái lúc mà Nhân bảo là Nhân đi đón Thảo, anh cảm thấy có một nét đượm buồn ở đôi mắt của Nhưng mà em có thấy là có hôm qua đi uống cà phê cũng vậy. Đấy. Anh có nghĩ là xong chương trình sẽ có một người đi về chung với anh không? Có. Hay là có sẵn rồi? Brad sẽ chọn... Sẽ break couple. Brad... Không phải. Brad sẽ chọn một người. Không phải skill of it. Thao là không phải không? Không, đâu ai nói mình phải đâu. Anh mà là serious couple á, là xem chương trình em sẽ cắt cái đoạn phim mà anh nói dối ra. Nếu Brad là serious couple, Brad sẽ thông báo mọi người. Sau này sau đó Brad hỏi kêu Brad tới không? Từng nói nè. Cho nên win-win. Tất cả ứng ứng, tất cả win-win. Brad sẽ như vậy.
그래도 너희 이번에 뭐 농년 농년 또한 유 엄마 엄마 모임에 떠가 막 거의 토해 공동 Mọi người đều nghĩ là anh. Ủa? Anh? Mọi người đều nghĩ là anh. Thôi không? Dạ. Yeah. Sao rồi? Đến cuối chương trình em đừng nói em là cặp đôi bí mật nhé. Anh á. Em nói là anh á, ở bên mà em. Anh, em phải có thể, em phải có thể yên tâm ở anh. Em có thể yên tâm ở anh. Anh không phải là cái kiểu mang người khác ra để làm trò đùa để che giấu cho mình. Tại vì em bây giờ là em xác định là Diễm là một là cặp đôi bí ẩn đúng không? Em chưa biết là ai cặp với Diễm đúng không? Đúng rồi, em không biết ai cặp với chị Diễm, nhưng mà em xác định là chị Diễm sẽ là cặp đôi bí ẩn. Đấy, ví dụ em nói là anh đi. Lý do? Là anh sẽ... Ví dụ thôi em thì... Em đang nói ví dụ mà, có nghĩa là ví dụ như anh là cặp đôi bí ẩn với chị Diễm thì anh sẽ không hẹn hò với chị Diễm nhiều và cũng sẽ không công khai gọi là nói chuyện riêng hoặc là tỏ tình với chị Diễm. Em chắc chắn luôn. Những cặp đôi khác cũng vậy, những đôi trước hay những cái mùa trước cũng vậy đó, người ta không, cái người con trai đó người ta không có quan tâm, đại khái là không có để nhiều tới cái người con gái mình bởi vậy. Nếu là đến đoạn cuối là vì rất là nhiều trường hợp xảy ra đúng không? Đúng rồi. Quả thật, hai người có biểu hiện khiến mọi người nghi ngờ nhiều nhất chính là Long và Diễm. Thì là góc này đấy, góc đẹp luôn á. Không ngồi góc nào đẹp nên góc nào cũng là góc chết. Tránh nhau. Anh. Anh với Diễm. Tránh nhau á. Là tránh nhau quay, ngồi cạnh nhau lên. Mẹ nó nghi mình. Thôi cứ nhận đi anh. Nhưng mà mình muốn là kiểu mọi người. Xã hội không dài đúng không? Bất lực. Cuối cùng em sẽ rõ đúng không? Mình nói nhiều quá người ta mà tạo mình bao che hiểu không? Mình phải giả bộ mình im lại, mình nghe các bạn nói không? Chứ mình đang bao che. Em vừa im, em im thì mọi người cũng nghĩ em là cao đầu biển. Đúng rồi. Anh nói nhiều thì mọi người cũng nghĩ là cao đầu biển, thấy không? Anh thấy không? Cái nào thì mọi người đó. Cũng nghĩ được hết mình, nên là. Mình nói thì người ta lại nói nghĩ là mình hơi chút đang chống mây mưa gì đó. Rồi mình không nói cũng nghĩ vậy. Tốt nhất mình không nói gì hết. Để các bạn tự suy diễn, đúng không? Anh nói phải có nói nhiều không em? Anh nói nhiều quá đấy, anh bị nói nhiều quá đấy, người bị ghét đấy. Cuộc sống em mà bất ngờ nhiều quá là em chịu không nổi vậy chị. Thôi chị, nhớ xin nhanh em chút chứ. Em không chịu nổi bất ngờ quá đâu. Em đừng, phút chót em sẽ biết. Em đừng làm cho người ta bị sai cũng chưa. Anh khẳng định là đến cuối cùng mọi người không biết ai là tự nhiên. Nhiều khi mùa này không có cặp đôi chứ là cũng... Nhiều khi cặp lại 4 cặp đó chứ. Em nghi lắm anh. Chứ em thấy vô là ai cũng có cặp thôi đó. Không, em nói như thế thì anh biết nhưng mà có vui biết. 4 cặp. 4 cặp. Vậy em cặp với ai vậy? Em cặp với ai? Ai biết được. Ai biết được. Như lúc đầu tiên anh nghi em nhân nhá. Em thì không nghi với Miu. Mà thôi mình nói cho anh nhớ. Tối qua em nghĩ người khác nhưng mà sáng nay ngủ dậy nghĩ người khác. Sao nghĩ kỳ vậy? Qua một giấc ngủ em lại thay đổi đúng. Vậy? Cứ ngày nào em cũng đổi hết á. Nhìn mà cái mơ em thấy cái điểm anh đó. Anh chỉ muốn hỏi là lý do tại sao em lại nghĩ là anh. À, em nghĩ là hai đẹp đôi giờ, bác xinh đẹp luôn. Thì đúng, đúng là tại vì á, lúc mà hỏi là điều hạnh phúc nhất của chị, điều hối hận nhất của chị là gì thì chị kêu là chia tay gì nhưng mà chị vẫn còn hối tiếc tới bây giờ á. Xong anh nói là niềm hạnh phúc nhất của anh là gì, là niềm hạnh phúc nhất là những vợ lên nhưng mà em thấy anh cũng rất là xúc động đó, thì em nghĩ là hai người đang muốn cho nhau cơ hội mới. Thời điểm hạnh phúc nhất mà anh đã từng có đó là thời điểm lúc anh bước lên sân khấu và chờ đón vợ anh lên sân khấu. Anh đã từng có cái mình hối hận nhất là hồi xưa mình chia tay một người. Lúc đấy là vẫn còn yêu nhiều lắm nhưng mà do là mình suy nghĩ hơi nông cạn. Tèn tèn, tèn 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 tèn. Mẹ nói em là vợ cũ anh. Ôi thật á.
là cái mọi người biết chơi cái mập. Con người với thiên thần không? Là bốc thăm, bốc cặp ngẫu nhiên. Bốn nam bốn nữ đều bốc được một cái thăm thì tên bốn người bốc thôi chứ. Là bốn người đó sẽ biết là mình bắt cặp với ai. Ừ. Nhưng mà người được bắt cặp là không biết. Người được bắt cặp sẽ nhắm mắt lại. Ừ. Xong rồi khi nhạc nổi lên thì người bắt cặp đứng sẽ... Đứng lưng. Không phải. Đứng trong mặt. Đi giống như là múa theo nhạc á, đi vòng 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 vậy nè. Và nhiệm vụ của người mở mắt á là phải bảo vệ đồng đội của mình, không được để đồng đội mình bị va chạm, bị dắt, bị té. Bởi tại tám người mà múa mà nhắm mắt chắc chắn nó sẽ đụng nhau. Anh vậy nè. Ừ. Thì nhiệm vụ của người mở mắt là bảo vệ người bịt mắt, ví dụ anh bảo vệ chị đi. Xong cuối cùng xong một hồi bảo vệ ra thì bằng này kia chị sẽ đoán xem là hồi nãy giờ người bảo vệ chị là ai. Nhưng mà bảo vệ là không được lên tiếng đúng không? Không được lên tiếng gì hết. Chơi không được lên tiếng. Anh mua đồ bịt mắt lại. Chứ giờ hồi mà bịt mắt lại. Anh lên tiếng gì thì không biết nhưng mà nhưng mà qua hành động này nó hoặc là qua chiều cao qua. Em ơi, anh đang phải đụng chạm chơi cả trò. Chắc chắn rồi, trò sẽ đụng chạm mà. Thầy không đụng cho chị biết là ai. Nhiều khi em chỉ ghen chị. Chị ghen. Ok, ghen thôi. Gia trưởng với chị hồi tối mình vậy. Chị em mình nói sao? Gia trưởng. Câu chuyện tình yêu của ngôi nhà chung series 10 vẫn chưa đi đến hồi kết và những nghi ngờ vẫn còn bủa vây tất cả các thành viên. Long đã thật sự hướng về Thảo hay còn do dự? Vi đã bỏ cuộc hay còn chút hy vọng nào với Long? Nhưng sẽ tiếp tục theo đuổi Vi không? Tình cảm của Brad đã dành cho Diễm, liệu Huyền có bỏ cuộc? Với sự nghi ngờ của các cô gái dành cho mình, Tuấn Anh sẽ phải làm gì? Mời các bạn đón xem tập tiếp theo! Nên là sống vô tư với nhau.